Sau 5 năm triển khai điều trị đột quỵ, còn gọi là tai biến mạch máu não, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh đã tiếp nhận 900 trường hợp đột quỵ, trong đó 826 trường hợp bị nhồi máu não, chiếm 88%. Bệnh viện đã thực hiện điều trị thuốc tiêu sợi huyết hơn 100 trường hợp, trong đó 50% hồi phục hoàn toàn và còn lại hồi phục một phần. Không có ca nào biến chứng xuất huyết não. Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh là bệnh viện tuyến tỉnh, tiếp nhận điều trị bệnh nhân khu vực các huyện lân cận và một số tỉnh như Lâm Đồng, Bà Rịa Vũng Tàu. Đơn vị đột quỵ thuộc khoa nội thần kinh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh từng nhiều lần được Hội đột quỵ Thế giới trao tặng chứng nhận tiêu chuẩn vàng trong điều trị đột quỵ.